Xin kính chào quý vị và bà con ngư dân. Thưa quý vị, rãnh áp thấp ở phía Bắc suy yếu nhường chỗ cho vùng áp thấp phía Tây phát triển, chính là nguyên nhân khiến cho gió trên khu vực vị Bắc Bộ có xu hướng mạnh dần trở lại. Sang đến ngày mai thì gió sẽ hoạt động với cường độ cấp 5, có lúc cấp 6 khiến cho biển động nhẹ. Trong khi đó thì ở các vùng biển phía Nam, khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang và vùng vịnh Thái Lan, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang ngày càng mạnh lên, vì thế mà mây rông cũng phát triển nhiều và dày đặc hơn, sẽ gây mưa rông rải rác trên khắp các khu vực này. Trong cơn mưa rông thì tầm nhìn xa sẽ giảm xuống chỉ còn 4 đến 10 km, kèm theo đó là nguy cơ về hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh về chiều và tối. Vì thế mà bà con ngư dân cần hết sức lưu ý. Tiếp theo là những dự báo chi tiết cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Tại vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, mỗi khi vùng áp thấp phía Tây phát triển thì Vịnh Bắc Bộ luôn là nơi chịu tác động mạnh nhất. Trong đêm nay thì gió ở trên phần phía Bắc của Vịnh sẽ hoạt động theo hướng Đông Nam đến Nam với cường độ trung bình. Đến trưa chiều mai thì gió sẽ mạnh lên cấp 5 có lúc cấp 6, thậm chí là gió có thể giật mạnh lên tới cấp 7. Khi gió tăng cấp thì cũng là lúc sóng biển cao dần nên sẽ gây khó khăn cho việc lưu thông của các tàu thuyền có trọng tải nhỏ. Tại vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, giống như phần phía Bắc, trong đêm nay thì gió đông nam đến nam trên khu vực này cũng hoạt động không mạnh. Tuy nhiên, xa đến ngày mai cùng với sự mở rộng của hoàn lưu vùng thấp nóng, cường độ gió sẽ đạt tới cấp 5 có lúc cấp 6, biển động nhẹ. Thời tiết phổ biến ít mưa, ngày nắng với nền nhiệt tăng. quý vị, đối với vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm cả đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn, gió trên khu vực biển này vẫn ổn định theo hướng đông nam với cường độ không mạnh, chỉ ở mức cấp 3 cấp 4, trời không mưa, nắng sớm với tầm nhìn thông thoáng, sóng biển thì thấp dưới 1,5m nên khá thuận lợi cho việc khai thác đánh bắt của bà con ngư dân. Đồng thời thì các chuyến tàu ra thăm đảo Cồn Cỏ Lý Sơn có thể yên tâm hoạt động. Dịch chuyển xuống phía Nam đến với vùng biển Bình Định đến Ninh Thuận bao gồm cả đảo Phú Quý. Khu vực này thì không chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp vì thế mà gió chủ yếu duy trì theo hướng Tây Nam với Nam với cường độ chỉ khoảng cấp 3, cấp 4, sóng biển vì thế không cao quá 1,5 m. Tại đây thì trời không có mưa, tầm nhìn xa cũng ở mức tối đa là 20 km nên rất ủng hộ cho các chuyến ra khơi đánh bắt của bà con ngư dân. Dọc theo vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau, bao gồm cả đảo Côn Đảo, tại đây thì gió thịnh hành theo hướng Tây Nam, tuy nhiên thì cường độ cũng chưa có mạnh. Từ đêm nay tới chiều tối mai, sức gió trên khu vực biển này vẫn luôn ổn định ở mức cấp 4 nên độ cao sóng biển chỉ dao động từ 0,75 đến 1,5 m. Khả năng xuất hiện mưa rông là rất ít, vì thế đây cũng được nhận định là vùng biển khá an toàn cho các hoạt động hàng hải. Chuyển sang vùng biển ở phía tây, khu vực biển Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả đảo Phú Quốc và Thổ Chu. Theo nhận định của các chuyên gia thì trong đêm nay và ngày mai, cường độ gió trên vùng biển này chỉ đạt khoảng ở cấp 3. Sóng biển thì luôn thấp dưới 1 mét, nhưng đây lại là vùng gió Tây Nam chuyển tiếp từ vịnh Benga sang với một nguồn ẩm dồi dào thì nó rất hay gây mưa rông về chiều và những cơn mưa này luôn tiềm ẩn các hiện tượng nguy hiểm như là lốc xoáy và gió giật. Do vậy mà bà con ngư dân cần hết sức lưu ý. Tương tự như vậy thì trên vùng biển Vịnh Thái Lan, gió Tây Nam duy trì cường độ ở vào khoảng cấp 4 và sóng biển thấp dưới 1,5 m Tuy nhiên khi hoạt động trên khu vực này về chiều, tàu thuyền cần lưu ý đề phòng những cơn mưa rông có khả năng kèm theo lốc xoáy gây nguy hiểm. Ban ngày thì trời vẫn sẽ có nắng. Quay trở ra khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, trong 24 giờ tới thì nơi đây chủ yếu chịu tác động của trường gió đông nam đến nam cường độ mạnh cấp 5 nên sóng biển hơi cao nhưng thời tiết lại khá tốt. Trời hầu như không mưa, ban ngày có nắng với tầm nhìn xa thông thoáng nên các hoạt động hàng hải có thể diễn ra bình thường. Khu vực giữa biển Đông từ 10 đến 15 độ vĩ Bắc. Trong 24 giờ tới thì gió duy trì cường độ ở mức cấp 4 cấp 5, biển bình thường, mưa rông chưa xuất hiện. Vì thế mà thời tiết nhìn chung không ảnh hưởng gì nhiều đến hoạt động của các phương tiện tàu thuyền. Bà con ngư dân có thể yên tâm ra khơi đánh bắt thủy hải sản khu vực phía nam của biển đông bao gồm khu vực phía nam quần đảo trường sa huyền trân và sông Từ tây do có vị trí nằm xa vùng ảnh hưởng của áp thấp phía tây trong khi gió mùa tây nam đầu mùa thì chưa mạnh nên đây được xem là khu vực có thời tiết khá ổn định trong đêm nay và ngày mai tại đây thì trời không mưa ngày còn nắng giáo tầm nhìn xa thoáng tình trạng biển bình thường với hoạt động của những con sóng cao dưới 1,5m nên không gây bất kỳ trở ngại nào cho việc đánh bắt ở ngư trường cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết biển của chúng tôi xin kính chào tạm biệt